Xin chào các bác. Đấy, có mỗi cái cây này mà vật 3 video từ hôm qua đến nay thôi. Hôm qua thì làm thì 6 giờ chiều bắt đầu làm. Và là lúc đấy là sau một cái video đầu tiên là định hình và dọn dẹp, đại loại là vệ sinh cá nhân cho cái cây này. Thì đến lúc tối là mới chốt được cái phương án là thôi, chuyển về ba vai. Chuyển về ba vai cũng vì là cho nó thật, cây nó thật đơn giản. Và thứ hai là cái lúc tôi hạ cái cổ này là tôi rất hạ cái khẩu này này, tôi rất thích cái cút này, cút cổ ngọn này rất thích, mẫm của Nam Điền và nuôi sẽ rất là nhanh, rất là mẫm này. Đấy, mẫm là cái mẫm là gì, cái khẩu mà nó sát với cái thân này, nó rất là mập. Đấy, thích làm cổ ngọn thì tôi đã giật cấp đây, bò xuống đây đục thôi, thì phải đục thôi, nhưng mà cưa một nấc đây rồi tí nó đục thôi. Thì chọn mặt này là mặt chính thì cổ ngọn ở đây nó mới sâu, thế nhưng mà nó lại có cái tay cút này thì nó hơi thô. Đấy, và cái tay này nó chưa ra thì nó hơi cảm giác, các bác trời cảm giác nó chưa thuận, nhưng mà thực tế là làm mặt chính bên này cũng rất là hay, hoặc là bên này cũng được, bên này thì thuận tay hơn, nhưng mà cái cổ này thì lại hơi không được sâu. Cổ này nếu mà thế phải đánh vào trong này, giật lên. Đấy các bạn, đấy. Thế thì thôi, bây giờ là cái phương án cây ba vai và cưa cái đoạn này rồi thì ta chốt cứ đục giật cổ lên đây, xong rồi tính tiếp cây này sau nó còn biến nữa cơ mà. Thì chân bệ các bên đều đẹp rồi, sửa côn rồi. Đấy, giờ cái từ cái chậu nó to vật vã nặng rồi, bây giờ cô lại nó vào cái chậu này, cái kích thước nó rất là nhỏ này, rất là dễ chịu này. Đây, vừa mua được cái chậu mà vừa như in khít kìn khịt các bạn. Hơi kích tí nhưng mà cắt bớt đi rồi nhưng vẫn khít kìn khịt luôn. Chậu Đồng Nai. Chậu Đồng Nai, thích cái chậu tàu nhưng mà không có cái cỡ này. Cỡ 30 40 hoặc là 28 38 rất khó, rất ít. Rồi ok, bây giờ tôi dục cổ ngọn và xử lý cái sẹo này này. Cổ ngọn này. Và một số điểm nữa, cái chỗ này nữa. Và cô bỏ cái bệ này một tí nữa để vào cho nó thật rộng rãi, thế là ok. Lúc đấy nó ráo nhựa trồng là vừa. Hai ngày rồi, hôm nay nắng ráo làm quá tuyệt vời rồi. Hết giãn cách xã hội rồi. Chiến thôi, chiến em nó các bác nhé. Action.
tạm thời thế đó. Vâng ạ, giờ hoàn toàn thành ba vai rồi, đục nhẽo các kiểu. Đấy, giờ mới nhìn thấy Thuận xử lý này. Các bác nhìn thấy mặt này Thuận chưa? Quá Thuận này. Quá Thuận này. Bóc được cái này, cứ nghĩ cái này sẹo to bởi lúc nó ra tận đây cơ mà. Hóa ra cũng mới tí đây thôi. Ok. Ok. Rồi, chồng thôi các bác nhá. Em chồng đã. Đấy, báo cáo các bác là em nó đây. Các bác có nhận ra nó trước đây là năm đầu xù xì thấy gớm không? Đấy. Thì em cho rằng là làm cái này thành công. Lúc đầu ngại mỗi cái sẹo này này. Vì cứ nghĩ nó chạy ra gần đây, hóa ra đây nó tách thân ra này. Không đáng ngại thì vừa bôi kia lên sẹo rồi. Và cái chậu này phủ bì 40-30, chứ lọt lòng nó chỉ tầm 26-36 thôi. Đấy các bác, thì làm cái ba vai và vừa đục cái khuyết cây. Cái cổ này là rất ưng rồi. Nó vừa làm cái chỗ này nhẹ đi và sau nó bo thì nó ôm xuống đây, nó sẽ được một cái cổ rất là rụt, không bị đơ. Sau này những cái này thì chỉnh sửa sau, nhưng mà tôi thực tế tôi hạn chế đâu đục rất là nhiều, không muốn đục đâu. Chỉ có mỗi chỗ này nặng quá thì tôi bớt đi thôi. Nói chung là làm thành công. Bỏ cái rễ này đi thì nó sẽ đỡ dày chỗ này và đỡ nhẹ, nó nhẹ đi. Ở đây chân bệ đầy đủ hết. Bỏ phần này đi. Quặp 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 quặp. Bác nhìn lại cái video đầu tiên ấy. Quặp quặp nó bỏ đi. Đấy, mặt này cũng ổn, rất ổn. Sau mà cái rễ này cho nó ôm xuống dưới. Đấy. Mặt này chơi cũng được, nhưng mà mình chọn mặt kia rồi các bạn. Đấy, chọn mặt kia rồi. Cổ ngọn đây mà. Nhìn đằng này thì nó sâu, quan trọng là đục thành công được cái cổ này là ok rồi. Tôi cho rằng là mình đục cũng khá đấy. Xanh Nam Điền mẫm thôi, nó sẽ nhanh thôi. Chứ xanh quê thì chẳng dám đụng vào. Đấy, toàn bộ là đất ải các bác nhá. Đất ải phơi khô, phơi khô đét bên kia kìa. Trộn xỉ than với chấu trước, cái chấu hun với chấu ủ các bác. Một ít đất thịt thôi, còn chủ yếu xỉ than với chấu ủ và với đất thịt. Đấy, trồng phơi khô, trồng đất là nên khô các bác nhé. Chứ ướt nhẹp là trồng cũng tốt. Thứ nhất là bết dễ nó không lì được xuống và thứ hai là nó dễ ẩm mốc. Lúc dễ nó đang bị thương thì không nên ẩm ướt. Đấy các bác nhé, sau nó phi một cái tay ở đây ra thì nó sẽ như bên này thì cái chỗ này nó không còn cảm giác trống trải nữa. Đấy, cái này là thành công, cái này rất thành công. Em cứ nghĩ là phải cho vào cái chậu nó rất to cơ, nó phải cỡ này, nhưng mà cô lại rất nhiều, cô lại gần như là khủng khiếp luôn, thành cây mini luôn, thành cây mini luôn. Đấy, cái mẫm mẫm này thì có mấy đấy, sơ dừa là lớp sơ dừa dài ở trên thôi để cho nó mịn thôi. Đấy, và sau nó ẩm thì dễ nó cứ lan vào mặt đi. Đấy, thì có nước là nó cứ ẩm mà, chứ cũng chẳng có cái tác dụng gì nhiều. Và nó cũng đẹp hơn khi mà mình cứ để đất nó lổn nhổn. Rồi, ok, cảm ơn các bác. Cây hay quá, thành công rồi. Chậu cũng hợp.